Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học Ngữ văn lớp 8, bộ sách Chân trời sáng tạo trên trang web olm.vn. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu một bài thơ vô cùng thú vị và ý nghĩa. Trước khi đến với bài thơ đó, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động qua câu hỏi sau đây. Khi đến những ngôi đền, người ta thường có thái độ như thế nào? À đúng rồi, khi đến những ngôi đền, người ta thường có thái độ tôn kính, thể hiện sự nghiêm trang bởi vì đền là nơi được dựng để ghi nhớ công ơn của các anh hùng có công với đất nước hoặc là công đức của một cá nhân với địa phương được dựng theo truyền thuyết dân gian. Thế nhưng trong bài thơ mà chúng ta tìm hiểu sau đây, ta sẽ thấy tác giả có thái độ hoàn toàn ngược lại với thái độ chúng ta thường thấy của mọi người khi đến những ngôi đền. Bài thơ mà ta tìm hiểu thể hiện thái độ của tác giả Hồ Xuân Hương với đền thờ Sầm Nghi Đống. Sầm Nghi Đống là ai? Sầm Nghi Đống được gọi là Thái Thú. Thái Thú là một chức quan có từ thời nhà Hán của Trung Quốc, tương đương với chức tri huyện. Sầm Nghi Đống nguyên là Thái Thú của quận Điền Châu, triều đại nhà Thanh. Sang Đông Kinh, tức là Thăng Long Đại Việt, Sầm Nghi Đống cũng giữ chức vụ thái thú dưới quyền chỉ huy của Tôn Sĩ Nghị. Vào tháng Giêng năm Kỷ Dậu, tức năm 1789, khi vua Quang Trung cho binh sĩ tấn công, triệt hạ đồn Ngọc Hồi, quân Thanh tan tác, Sầm Nghi Đống cùng đường phải tự thắt cổ mà chết. Ta sẽ tìm hiểu cụ thể xem nhà thơ Hồ Xuân Hương thể hiện thái độ ra sao với đền của Sầm Nghi Đống trong bài thơ mang tên Đề Đền Sầm Nghi Đống. Để tìm hiểu bài thơ này, chúng ta sẽ đi qua ba chặng quen thuộc, tìm hiểu chung những thông tin về tác giả, tác phẩm, tìm hiểu chi tiết về chủ đề, cảm hứng chủ đạo, phân tích nội dung, nghệ thuật của bài thơ, và cuối cùng tổng kết những giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật. Không để tất cả chúng mình chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng cô bắt đầu bài học. Phần đầu tiên, tìm hiểu chung về tác giả Hồ Xuân Hương. Để tìm hiểu về tác giả, hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây. Rất chính xác, Hồ Xuân Hương không rõ năm sinh, năm mất. Chỉ biết rằng bà sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Theo nhiều tài liệu thì quê của bà ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nhưng bà sống chủ yếu ở kinh thành Thăng Long. Nữ sĩ có một ngôi nhà riêng ở gần Hồ Tây, lấy tên là Cổ Nguyệt Đường. Bà đi nhiều nơi và thân thiết với nhiều danh sĩ. Có người nổi tiếng như là Nguyễn Du. Cuộc đời, tình duyên của Hồ Xuân Hương nhiều éo le, ngang trái. Về sự nghiệp sáng tác, Hồ Xuân Hương nổi tiếng với những sáng tác thơ bằng chữ nôm, tổng cộng có hơn 50 bài. Nội dung của những bài thơ này là bênh vực đề cao phụ nữ, như là bài Tự Tình Hai, Bánh Trôi Nước, Mời Trầu, vân vân. Đồng thời còn đả kích thói đạo đức giả, hợm hĩnh, khoe khoang như là mắng học trò dốt một, thiếu nữ ngủ ngày, đèo ba dội, vân vân. Hồ Xuân Hương được đánh giá là một nữ sĩ nổi bật của thơ trung đại Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác phẩm. Về thể thơ, hãy cho cô biết bài thơ Đề Đền Sầm Nghi Đống được viết theo thể thơ nào? Rất chính xác, bài thơ được viết theo thể Thất Ngôn Tứ Tuyệt Luật Đường. Thứ hai, về xuất xứ. Bài thơ này được in trong Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời, in lần thứ 6, nhà xuất bản Văn Học vào năm 2005. Phần thứ ba, trong mục hai nhỏ, ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác. Đồn Khương Thượng bị tiêu diệt, tướng giặc Sầm Nghi Đống thất bại, khiếp đảm, cho nên hắn đã thắt cổ chết thảm hại. Mấy chục năm sau, có lần Hồ Xuân Hương đã đi ngang qua ngôi đền của tên tướng giặc Sầm Nghi Đống do Hoa Kiểu dựng lên, tức cảnh mà bà đã làm bài thơ này. Về bố cục, dựa vào nội dung của bài thơ, cô sẽ chia bố cục của bài thơ này thành hai phần. Phần đầu tiên bao gồm hai dòng thơ đầu và phần thứ hai là hai dòng thơ còn lại. Hãy cho cô biết nội dung chính của hai phần này. Chính xác, hai dòng thơ đầu là thái độ của tác giả với ngôi đền của quan thái thú. Và hai dòng thơ cuối chính là khát vọng lập nên sự anh hùng của tác giả.
Như vậy vừa rồi, cô trò chúng ta đã tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu phần 2 lớn, tìm hiểu chi tiết. Trước tiên, ta sẽ tìm hiểu về chủ đề của bài thơ này. Hãy xác định giúp cô chủ đề của bài thơ Đê Đền Sầm Nghi Đống. À đúng rồi, bài thơ này có chủ đề là thái độ bất kính, coi thường Sầm Nghi Đống và khát vọng bình đẳng nam nữ của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Thứ hai, về cảm hứng chủ đạo. Bài thơ được viết với cảm hứng chủ đạo như thế nào? Chúng ta biết rằng cảm hứng chủ đạo là trạng thái tình cảm, cảm xúc mạnh mẽ, xuyên suốt trong tác phẩm, chi phối nhiều yếu tố của tác phẩm. Cảm hứng chủ đạo của bài Đề Đền Sầm Nghi Đống chính là thái độ bất kính, xem thường, giễu cợt đối với tên giặc thất bại và đồng thời còn là khát khao lập nên sự anh hùng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nội dung này đã kết thúc video tiết 1 của chúng mình tại đây. Trong video này, chúng ta tìm hiểu chung về tác giả Hồ Xuân Hương, về tác phẩm Đề Đền Sầm Nghi Đống và chúng ta đã bước sang phần tìm hiểu chi tiết với chủ đề cũng như cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Cô hẹn gặp lại các em trong video thứ 2 để chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề còn lại của bài thơ này nhé.